Kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin cập nhật giá cà phê ngày 5 tháng 10 năm 2021 trên kênh Phố Núi TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn xem video hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa quý vị và các bạn, kết thúc phiên giao dịch sáng nay theo giờ Việt Nam, giá cà phê trên thế giới ở hai sàn phái sinh bất ngờ sụt giảm phiên giao dịch đầu tuần. Trên sàn London, giá cà phê Robusta ở kỳ hạn giao tháng 11 năm 2021 giảm đi 20 USD trên tấn, với mức giảm là 0,92%, xuống giao dịch ở mức là 2.148 USD trên tấn. Quy đổi theo tỷ giá đồng USD tại ngân hàng ACB, tương đương với mức giá là 48.700 đồng 1 kg. Ở kỳ hạn giao tháng 1 năm 2021, giá cà phê giảm đi 21 USD trên tấn, xuống giao dịch ở mức là 2.140 USD trên tấn, và tương đương với mức giá là 48.500 đồng 1 kg. Các mức giảm đáng kể, khối lượng giao dịch duy trì ở mức trung bình. Tương tự đối với giá cà phê Arabica trên sàn New York, ở kỳ hạn giao tháng 12 năm 2021, giảm đi 3,7 cent trên pound, với mức giảm là 1,81%, xuống giao dịch ở mức là 200,35 cent trên pound. Kỳ hạn giao tháng 3 năm 2022, giá cà phê giảm đi 3,65 cent, xuống giao dịch ở mức là 203,25 cent trên pound. Các mức giảm mạnh, khối lượng giao dịch thì duy trì ở mức khá cao trên mức trung bình. Thưa các bạn, giá cà phê hôm thứ Hai giảm vừa phải sau trận mưa cuối tuần ở Minas Gerais làm giảm bớt lo ngại về vụ mùa cà phê ở Brazil. Bên cạnh đó, đồng real Brazil suy yếu cũng là một yếu tố khiến cho giá cà phê Arabica giảm. Theo đó, đồng real hôm thứ Hai đã giảm đi 1,4% so với tỷ giá của đồng đô la và chỉ cao hơn mức thấp nhất trong 5 tháng vào thứ Năm tuần trước. Đồng real yếu hơn khuyến khích việc bán xuất khẩu của các nhà sản xuất cà phê Brazil. Về tình hình giá cà phê trong nước sáng nay, khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam, theo ghi nhận giá cà phê giảm 300-400 đồng trên 1 kg. Mức giá được thu mua trong khoảng từ 40.200 tới 41.400 đồng 1 kg. Tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực huyện Lâm Hà, thành phố Bảo Lộc, sáng nay thu mua quanh mức 40.300 đồng 1 kg. Khu vực huyện Di Linh, giá cà phê là 40.200 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đắk Lắk, giá cà phê được thu mua ở mức từ 41.100 tới 41.300 đồng 1 kg. Khu vực huyện Cư Mờ Ga có mức giá là 41.300 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Ea Hờ Leo và thị xã Buôn Hồ, giá cà phê là 41.100 đồng 1 kg. Tại tỉnh Gia Lai, khu vực thành phố Pleiku và huyện Ea Krai, sáng nay thu mua ở mức giá là 41.000 đồng 1 kg. Khu vực huyện Chư Prong, mức giá là 40.900 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đắk Nông, khu vực thành phố Gia Nghĩa, sáng nay thu mua ở mức là 41.100 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Đắk Đờ Lấp, mức giá là 41.000 đồng 1 kg. Tại tỉnh Kon Tum, khu vực ở huyện Đắk Hà, giá cà phê thu mua là 40.800 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đồng Nai sáng nay ghi nhận ở mức là 41.200 đồng 1 kg và tại tỉnh Bình Dương mức giá là 41.400 đồng 1 kg. Đối với giá cà phê loại 1 giao tới cảng thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay thu mua ở mức là 41.600 đồng 1 kg, giảm đi 400 đồng so với phiên giao dịch trước. Thưa các bạn, về nhận định giá cà phê tuần này, theo các chuyên gia nhận định xu hướng tăng vẫn là bền vững bởi nguồn cung hiện đang trở nên khan hiếm. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin cập nhật giá cà phê ngày 5 tháng 10. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin tiếp theo.